Sáng nay ngày 16 tháng 5, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập tiếp theo trong giai đoạn xây dựng lực lượng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á. Lúc này toàn đội vẫn kết hợp vừa rèn thể lực vừa tập chiến thuật và các cầu thủ thì vẫn nỗ lực từng ngày để thích nghi với giáo án của ban huấn luyện và hướng tới các giải đấu quan trọng sắp tới. Với mọi giải đấu thì giải đấu nào cũng quan trọng và U22 Việt Nam có những mục tiêu riêng và chúng em đang tập luyện rất là say để cố gắng đạt được những cái mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra. Em nghĩ là được thi đấu trên sân nhà thì sẽ vừa là áp lực và cũng là động lực để chúng em thi đấu hết mình và cố gắng đạt được cái mục tiêu cao nhất để không phụ lòng khán giả. Mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam trong năm nay chắc chắn không gì khác ngoài việc bảo vệ tấm huy chương vàng mà thế hệ đàn anh đã giành được trong năm 2019. Chắc chắn sẽ có những áp lực với toàn đội, nhưng Hai Long và các đồng đội sẽ quyết tâm biến áp lực thành động lực để phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.